chào các bạn, mình tên là Liêu Hồng Sơn, mình học ở trường Trung phổ thông Trịnh Hoài Đức. Sáng nay mình vừa nhận được visa của lãnh sứ quán, mình cảm thấy rất vui. Còn bên Canada mình sẽ học ở trường Jesuit College ở bang Manitoba. Lý do mình chọn Canada vì Canada là đất nước đang phát triển và chi phí thì khá là hợp lý. Bằng cấp thì được công nhận khắp thế giới. Trường thì có rất là nhiều chương trình học để cho các bạn lựa chọn. Trong lúc làm hồ sơ thì công ty tư vấn du học Thịnh Đại Dương và chị Hệ đã nhiệt tình giúp đỡ em để hoàn thiện một bộ hồ sơ. Sau đây mình sẽ có một số kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn. Và các bạn phải học tập thật tốt để có một bản điểm đẹp trước lãnh sứ quán. Và trau dồi cho mình nhiều vốn tiếng Anh để có thể qua đó mình giao tiếp tốt với người bản xứ. Và điều đặc biệt và quan trọng hơn hết là phải chứng minh được tài chính của gia đình mình. Đó là bước quan trọng nhất trong việc xin visa của lãnh sứ quán.